Tờ Forbes hôm 27 tháng 4 có bài viết nhận định Việt Nam sẽ là nước bị mất nhiều nhất nếu một bộ quy tắc về ứng xử quốc bên trên Biển Đông COC được thành hình vì tranh chấp Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo Forbes, Việt Nam chắc chắn muốn COC phải bao gồm cả Hoàng Sa. Nhưng điều này sẽ khó được Trung Quốc chấp nhận vì Trung Quốc hiện đã kiểm soát toàn bộ 130 thực thể thuộc quần đảo này kể từ sau cuộc hải chiến với Nam Việt Nam năm 1974. Thạc sĩ luật Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, nhận định một trong những lý do khiến COC dậm chân trong nhiều năm mà không đạt được bước tiến nào cũng chính vì vấn đề Hoàng Sa của Việt Nam. Chắc chắn là nó làm thách thức lớn. Thế còn COC thì nó liên quan đến Hoàng Sa, cho nên là một trong những cái lý do mà COC nó dậm chân cũng là vì nó liên quan đến Hoàng Sa. Trong đó là các quốc gia ASEAN thì đưa ra một cái nội dung của COC là cho dành cho toàn bộ Biển Đông. Mà Trung Quốc, quan điểm của Trung Quốc thì cho rằng là Hoàng Sa là một cái đối tượng là lãnh thổ của Trung Quốc và không có gì tranh chấp cả. Cho nên là Trung Quốc không cần phải đàm phán liên quan đến Hoàng Sa mà chỉ có thể đưa ra COC về cái vùng Trường Sa thôi. Theo Forbes, rất khó có khả năng Trung Quốc chấp nhận cho tàu thuyền của Việt Nam hay bất cứ nước nào khác được đi gần Hoàng Sa. Và điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ phản đối một COC cho phép các nước khác được tiếp cận tới các thực thể thuộc quần đảo này. Trong những năm qua, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, vốn là ngư trường truyền thống của họ từ nhiều đời nay, thường bị các tàu chấp pháp của Trung Quốc đuổi bắt. Có những tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tài sản và đòi tiền chuộc. Thậm chí, việc tàu thuyền ngư dân Việt Nam vào tránh bão ở Hoàng Sa cũng không được phía Trung Quốc chấp nhận. Theo giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, không một ai có thể lấy lại được Hoàng Sa từ Trung Quốc. Và hy vọng lớn nhất mà Việt Nam có được đối với quần đảo này là ra tòa quốc tế. Cũng bởi những khó khăn liên quan đến quần đảo Hoàng Sa mà một số học giả nước ngoài như Mark Valencia trong cuốn Chia sẻ nguồn tài nguyên ở Biển Đông cho rằng Việt Nam nên bỏ vấn đề Hoàng Sa sang một bên khi đàm phán với Trung Quốc. Thạc sĩ luật Hoàng Việt nhận định. Nói chung là nếu Hoàng Sa thì nó khó khăn hơn rất nhiều. Còn Trường Sa thì ít ra nó cũng có nhiều quốc gia cùng lý nhiễu. Chính vì vậy cho nên các học giả phương Tây đấy, thì một số học giả như là Mark Valencia chẳng hạn, theo ông bảo là tốt nhất. Cái này là nhưng mà cái quan điểm của ông thôi. Ông cho rằng là Việt Nam nếu thực tế thì nhìn rằng là Hoàng Sa thôi không lấy lại được thì bỏ nó đi để nói chuyện cái vấn đề khác. Nhưng mà cái đấy thì ở Việt Nam nó lại khác. Thứ nhất là có thể các học giả họ sẽ đưa ra những cái gì. Nhưng ở Việt Nam hoặc là các nước phương Đông nói chung, trong Đông Nam Á thì cái vấn đề chủ quyền nó thiêng liêng lắm và nó liên quan đến nhiều vấn đề. Cho nên một nhà chính khách nào họ phải xem xét, họ cũng phải xem xét vấn đề đó. Bây giờ mà tính những cái bài đó thì cũng rất là khó khăn. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, không đồng ý với nhận định cho rằng Việt Nam sẽ mất Hoàng Sa nếu COC thành hình. Thế thì vấn đề ở đây là người ta đang bàn bạc chứ không nghĩa là người ta nói rằng nếu Trung Quốc không đưa cái Hoàng Sa vào trong cái này như vậy là Việt Nam sẽ là thiệt, thì tôi nghĩ không phải như vậy. Không phải đây là vấn đề thiệt, ai thắng ai thua. Mà nếu như tất cả những cái nội dung đó được bàn bạc mà đưa đến cái thỏa thuận các bên có thể chấp nhận được thì có nghĩa là cái việc đó nó dẫn đến cái việc là không thể như là một cái phán quyết để người ta phán quyết bên thắng bên thua, mà đây là một cái văn bản pháp luật mà các bên đều có thể chấp nhận được, không thể có nói rằng là có bên thắng bên thua được và tất cả đều thắng. Nó là cơ sở pháp lý để người ta có thể điều chỉnh tất cả các hoạt động trong khu vực Biển Đông, mà đặc biệt là những tranh chấp có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nhìn nhận COC sẽ rất khó thành hình một khi Trung Quốc vẫn kiên quyết giữ đường lưỡi bò mà họ vẽ ra trên Biển Đông, trừ khi tất cả các nước chấp nhận bỏ những tranh chấp về chủ quyền sang một bên. Thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Philippines từ ngày 26 đến 29 tháng 4, đề cập đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông như ở mức độ rất chừng mực. Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo mới đây cho biết những thảo luận về vấn đề Biển Đông sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc.